Đề kiểm tra học kỳ 2, môn toán 7, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Đề 1. Câu 1, 1,5 điểm. Điểm kiểm tra môn toán của một nhóm 20 học sinh được thống kê như sau. Ý A, dấu hiệu điều tra là gì? Lập bảng tần số. Ý B, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Câu 2, 1,5 điểm. Cho đơn thức m bằng mở ngoặc âm 6/5 x mũ 2y đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1/3 x y mũ 2 đóng ngoặc tất cả mũ 2. Ý A, thu gọn m, sau đó tìm bậc của đơn thức thu được. Ý B, tính giá trị của m tại x bằng trừ 1, y bằng trừ 1. Câu 3, 2 điểm. Cho hai đa thức. Đa thức AX bằng 3x mũ 3 trừ 2x mũ 4 cộng x mũ 2 trừ 5. Và BX bằng trừ 3 trừ 2x 4 trừ 2x mũ 3 trừ x mũ 2. Ý A, sắp xếp đa thức AX và BX theo lũy thừa giảm dần của biến. Ý B, tính AX cộng BX và AX trừ BX. Câu 4, 1 điểm. Tìm nghiệm của các đa thức sau. Ý A, PX bằng 5X trừ 2020. Ý B, QX bằng mở ngoặc 2X cộng 7 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc x cộng 2/5 đóng ngoặc. Câu 5, 3,5 điểm. Cho tam giác MNP vuông tại M có MN bằng 3 cm, NP bằng 5 cm. Ý A, tính độ dài đoạn thẳng MP. Ý B, trên tia đối của tia MN lấy điểm Q sao cho MQ bằng MN. Chứng minh tam giác MQP bằng tam giác MNP. Ý C, gọi K là trung điểm của PQ. Qua Q vẽ đường thẳng song song với NP, cắt NK tại E, chứng minh tam giác PQE cân tại Q. Câu 6, 0,5 điểm. Cho đa thức FX bằng x mũ 3 cộng AX mũ 2 cộng BX trừ 2. Xác định A, B, biết đa thức có hai nghiệm là x1 bằng âm 1 và x2 bằng 2. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời từng câu một. Câu 1, 1,5 điểm. Điểm kiểm tra môn toán của một nhóm 20 học sinh được thống kê như sau. Đây là bảng số liệu thống kê ban đầu. Ý A, dấu hiệu điều tra là gì? Lập bảng tần số. Ở ý A có hai yêu cầu, trả lời dấu hiệu của điều tra là gì và lập bảng tần số. Trả lời ý đầu tiên, dấu hiệu. Dấu hiệu ở đây chính là điểm kiểm tra môn toán của mỗi học sinh trong nhóm. Lập bảng tần số, các em có thể lập bảng ngang hay bảng dọc. Ở đây cô hướng dẫn các em lập bảng ngang gồm có hai dòng, dòng bên trên là điểm số, dòng thứ hai là tần số. Và quan sát bảng số liệu thống kê ban đầu, ta thấy có các điểm số từ điểm 4 đến điểm 10. Và tần số tương ứng là 1, 2, 4, 5, 3, 3, 2. Và tổng giá trị ở đây là 20. Ý B, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Ở ý B có hai yêu cầu, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Vậy để tính được số trung bình cộng, chúng ta phải dựa vào bảng tần số đã lập ở ý A. Số trung bình cộng được tính như sau, x ngang bằng 4 nhân 1 cộng 5 nhân 2 cộng 6 nhân 4 cộng 7 nhân 5 cộng 8 nhân 3 cộng 9 nhân 3 cộng 10 nhân 2, tất cả trên 20. Thực hiện phép tính trên tử, ta được 144 và mẫu là 20. Thực hiện phép tính, ta được kết quả 7,2. Tiếp theo, ta trả lời mốt của dấu hiệu, được ký hiệu là chữ M in hoa và có chỉ số 0 nhỏ bên dưới. Và ở đây là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, chính là M0 bằng 7. Câu 2. Cho đơn thức m như trên bảng. Ý A, thu gọn m, sau đó tìm bậc của đơn thức thu được. Vậy đầu tiên ta sẽ đi thu gọn m bằng. Ở đây ta thấy có phép toán nhân và phép toán nâng lên lũy thừa. Vậy ta sẽ thực hiện nâng lên lũy thừa trước rồi đến phép toán nhân. Ta sẽ được như sau. Âm 6 phần 5 x mũ 2 y ta để nguyên. 1 phần 3 mũ tất cả mũ 2 thì bằng 1 phần 9. X mũ 2, y mũ 2 rồi tất cả mũ 2 là bằng y mũ 4.
Đến đây ta sẽ nhân hai đơn thức, ta nhân phần hệ số với phần hệ số, phần biến với phần biến, ta được âm 6 phần 5 nhân 1 phần 9 nhân x mũ 2 y nhân x mũ 2 y mũ 4. Thu gọn ta được kết quả 6 rút gọn với 9 bằng cách chia hai số cho 3, ta được âm 2 phần 15. X mũ 2 nhân x mũ 2 là x mũ 4, y nhân y mũ 4 bằng y mũ 5. Vậy căn cứ vào tổng số mũ thì ta sẽ được bậc của đơn thức M là 9, 4 cộng 5 bằng 9. Y B, tính giá trị của M tại x bằng trừ 1, y bằng trừ 1 thì ta sẽ thay x bằng trừ 1, y bằng 1 trừ 1 vào biểu thức M ta được. Ta chú ý ta nên thay vào biểu thức thu gọn. M bằng âm 2 phần 15 nhân với âm 1 mũ 4 nhân với âm 1 tất cả mũ 5. Và ở đây ta cũng thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước. Âm 1 tất cả mũ 4, mũ 4 của một số âm thì kết quả là số dương, dương 1. Âm 1 mũ 5 thì kết quả là số âm. Vậy ta sẽ được âm 2 phần 15 nhân 1 nhân âm 1. Và ở đây 1 nhân âm 1 thì kết quả bằng âm 1. Âm 1 nhân với âm 2 thì kết quả là số dương 2 phần 15. Câu 3, 2 điểm. Ở đây người ta cho đa thức AX và BX. Ý A yêu cầu sắp xếp đa thức AX và BX theo lũy thừa giảm dần của biến. Ý A, đa thức AX ta quan sát, ta thấy 3X mũ 3 trừ 2X mũ 4 cộng X bình phương trừ 5. Thì ở đây ta quan sát mũ của các biến thì ta thấy có mũ 4 là lớn nhất, rồi đến mũ 3, mũ 2 và mũ 0. Như vậy ta sẽ sắp xếp mũ bậc 4 lên trước. Và chú ý hạng tử thì chúng ta phải kèm theo dấu của nó là âm 2X mũ 4 cộng 3X mũ 3 cộng x mũ 2 và trừ 5. Tương tự như thế, đa thức BX ta cũng quan sát thấy âm 3, bậc 0, bậc 4, bậc 3, bậc 2. Vậy ta sẽ sắp xếp được như sau: âm 2x mũ 4 trừ 2x mũ 3 trừ x bình phương trừ 3. Ý A ta đã thực hiện xong. Ý B, để tính AX cộng BX ta sẽ làm như sau. Ta sẽ viết đa thức AX và BX sau khi đã sắp xếp xong vào hai ngoặc và nối với nhau bởi dấu cộng. Bước thứ hai, ta bỏ dấu ngoặc đằng trước của dấu cộng và giữ nguyên dấu các hạng tử trong ngoặc. Ở đây chúng ta chú ý bỏ dấu ngoặc thứ hai đằng trước có dấu cộng thì trừ 2X mũ 4 giữ nguyên. Các dấu của hạng tử trong ngoặc giữ nguyên. Và tiếp theo là ta sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp, ta thu gọn các hạng tử đồng dạng. Các hạng tử đồng dạng là có phần biến hoàn toàn giống nhau, ta sẽ được kết quả như sau: trừ 2x mũ 4 trừ 2x mũ 4 thành trừ 4x mũ 4, 3x mũ 3 trừ 2x mũ 3 còn x mũ 3, x bình phương trừ x bình phương hết, trừ 5 trừ 3 bằng trừ 8. Tiếp tục ta thực hiện đa thức ax trừ bx, ta cũng lấy đa thức ax trừ cho đa thức bx và viết vào trong ngoặc hai đa thức. Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ của ngoặc thứ hai, ta chú ý ở đây là dấu trừ thì dấu các hạng tử trong ngoặc phải đổi dấu, dấu trừ thì thành dấu cộng. Sau đó ta sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp các hạng tử đồng dạng, ta được kết quả cuối cùng 5x mũ 3 cộng 2x mũ 2 trừ 2. Câu 4, 1 điểm. Tìm nghiệm của đa thức ý A, đa thức PX bằng 5x trừ 2020. Ý B, quy x bằng mở ngoặc 2x cộng 7 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 2 phần 5 đóng ngoặc. Vậy để tìm nghiệm của một đa thức thì chúng ta nhớ kiến thức, đó là tìm giá trị của biến để cho đa thức bằng 0. Vậy để tìm được nghiệm của đa thức PX thì ta cho đa thức bằng 0 để tìm giá trị của biến x. Ta sẽ được 5x trừ 2020 bằng 0. Áp dụng quy tắc chuyển vế và đổi dấu 5x bằng 2020 và tìm thừa số chưa biết x bằng 2020 trên 5 và suy ra x bằng 404. Vậy nghiệm của đa thức PX là x bằng 404. Ý B cũng tương tự, ta sẽ cho đa thức QX bằng 0 hay chính là 2x cộng 7 nhân với tất cả nhân với x cộng 2 phần 5 bằng 0. Ở đây ta sẽ đưa từng đa thức bằng 0, ta sẽ được 2x cộng 7 bằng 0 hoặc x cộng 2 phần 5
bằng 0. Tìm từng nghiệm của đa thức ta sẽ được áp dụng quy tắc chuyển vế, áp dụng quy tắc nhân. Vậy đa thức QX có hai nghiệm, đó là x bằng âm 7 phần 2 và x bằng âm 2 phần 5. Câu 5, 3,5 điểm. Chúng ta sẽ đọc kỹ đầu bài để vẽ hình. Vẽ tam giác AMNP vuông tại M. Có MN bằng 3 cm, NP bằng 5 cm. Và cô đưa hình vẽ lên như sau. Ý A, giả thiết và kết luận. Giả thiết là tam giác MNP góc M bằng 90 độ, MN bằng 3 cm, NP bằng 5 cm. Và giả thiết nữa đó là MQ bằng MN, Q thuộc tuyệt đối của tia MN. KQ bằng KP và K thuộc QP. Và qua Q ta kẻ QE song song với NP và QE cắt NK tại E. Kết luận ý A, tính độ dài đoạn thẳng MP. Ý B, chứng minh tam giác MQP bằng tam giác MNP. Ý C, chứng minh tam giác PQE cân tại Q. Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn chứng minh ý A. Để chứng minh ý A, tức là tìm độ dài đoạn thẳng MP khi biết độ dài của hai đoạn thẳng còn lại trong một tam giác vuông, thì ta nhớ ngay đến kiến thức đó là định lý Pythagore. Áp dụng vào tam giác vuông MNP ta được NP bình phương, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Sau đó thay số vào, ta sẽ được 5 bình phương trừ 3 bình phương và bằng 16. MP bình phương bằng 16 thì suy ra MP sẽ bằng căn 16 và bằng 4 cm. Tiếp tục ý B, để chứng minh tam giác MQP, MQP bằng tam giác MNP thì ta sẽ xét hai tam giác MQP và tam giác MNP. Hai tam giác nhìn trên hình vẽ ta thấy hai tam giác này là hai tam giác vuông, do MQ là tia đối của tia MN nên suy ra góc NMQ sẽ bằng 100 độ, mà góc NMP bằng 90 độ thì suy ra góc QMP cũng bằng 90 độ. Vậy đây chính là hai tam giác vuông. Vậy hai tam giác vuông này có góc NMP bằng góc QMP và bằng 90 độ. Lại có MN bằng MQ theo giả thiết và có MP là cạnh chung. Vậy hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông, hoặc là sẽ trường hợp tam giác thường là cạnh góc cạnh. Ý C, để chứng minh tam giác PQE cân tại Q thì ta phải chứng minh được QP bằng QE. Mà chứng minh PQ bằng QE thì ta sẽ phải chứng minh hai đoạn thẳng này bằng đoạn thẳng thứ ba. Và cụ thể ở đây ta thấy tam giác MNP đã bằng tam giác MQP theo chứng minh câu B, nên suy ra QP sẽ bằng NP. Vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải chứng minh QE cũng bằng NP, thì suy ra tam giác PQE sẽ cân. Vậy ta sẽ hướng dẫn như sau. Tam giác MQP bằng tam giác MNP theo câu B, nên suy ra QP bằng NP, ta gọi là 1. Xét tam giác NKP và EKQ để chứng minh được QE cũng bằng NP, ta xét hai tam giác này. Hai tam giác này ta thấy có, thứ nhất là góc NKP, NKP bằng góc EKQ, hai góc này ở vị trí đối đỉnh. Lại có KP và KQ bằng nhau theo giả thiết. Giả thiết lại cho QE song song với NP, nên hai đường thẳng song song sẽ tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau, hoặc các cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc hai góc trong cùng phía bằng bù nhau.
Vậy ở đây ta thấy các tuyến PQ thì suy ra cắt hai đường thẳng song song thì ta sẽ có góc NPQ sẽ bằng góc PQE. So lại trong. Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Vậy hai tam giác bằng nhau thì suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau, đó là cạnh NP bằng QE, và ta gọi đây là 2. Vậy quan sát từ 1 và 2 ta thấy QP thì bằng NP, NP thì lại bằng QE, nên suy ra QP bằng QE. QP bằng QE thì suy ra tam giác PQE cân tải Q. Điều cần phải chứng minh. Câu 6, 0,5 điểm cho đa thức Fx bằng x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx trừ 2. Xác định AB, biết đa thức có hai nghiệm x1 bằng trừ 1, x2 bằng 2. Vậy cô sẽ hướng dẫn các em làm như sau. Ta thấy đa thức có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ 1, nên ta sẽ thay x1 bằng trừ 1 vào đa thức Fx, ta sẽ được trừ 1 tất cả mũ 3 cộng A nhân với trừ 1 tất cả bình phương cộng với B nhân với trừ 1 và trừ 2 bằng 0. Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa và rút gọn, ta sẽ được âm 1 mũ 3 lên thì bằng 1, âm 1 bình phương lên thì bằng 1, 1 nhân A là A, B nhân trừ 1 là trừ B, âm 1 tất cả mũ 3 thì bằng trừ 1, trừ 1 với trừ 2 bằng trừ 3. Và ta áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu, ta sẽ được A bằng B cộng 3, ta gọi là đẳng thức 1. Mặt khác đa thức lại có nghiệm x2 bằng 2, nên ta lại làm tương tự, thay x2 bằng 2 vào đa thức Fx, ta sẽ được 2 mũ 3 cộng A nhân 2 mũ 2 cộng B nhân 2 trừ 2 bằng 0. Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa, ta sẽ được 2 mũ 2 lên là bằng 4, 4A cộng 2B. 2 mũ 3 lên bằng 8, 8 trừ 2 bằng 6. Và kết quả bằng 0. Ta gọi đây là đẳng thức 2. Thay 1 vào 2, ta sẽ được chỗ nào có A thì ta thay bằng B cộng 3. Vậy ở đẳng thức 2, ta thấy A thì ta thay thành B cộng 3. Thì ta sẽ được 4 nhân với B cộng 3 đóng mở ngoặc cộng 2B cộng 6 bằng 0. Ở đây ta sẽ thực hiện phép tính 4 nhân với này B cộng 3, ta sẽ được 4B cộng 12 cộng 2B cộng 6 bằng 0. Và rút gọn 4B cộng 2B bằng 6B, 12 cộng 6 bằng 18, chuyển vế bằng âm 18. Thực hiện phép tính, ta sẽ được B bằng âm 3. Thay B bằng âm 3 vào 1, ta được A bằng âm 3 cộng 3 và kết quả bằng 0. Vậy ta đã xác định được A bằng 0, B bằng âm 3 là giá trị cần tìm.